giữa lòng thành phố, xóm Người Chăm nằm nép mình trong một con hẻm ở quận Phú Nhuận. Tuy nhỏ bé nhưng tình người ở đây luôn đầm thắm. Họ có những niềm tự hào riêng về phong tục, về tôn giáo, nhưng tất cả đều chung một tâm niệm sống đẹp đạo tốt đời. Và từ sau ngày đội bóng đá của xóm đoạt chức vô địch giải bóng đá trẻ đường phố năm 2004 do Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cái xóm nhỏ giờ đây lại có thêm một niềm tự hào mới, niềm tự hào về đội bóng đá thiếu niên dân tộc Chăm. Không giống như những đội bóng đá thiếu niên khác, thành viên của đội đều là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi gương mặt một cuộc đời. Và dường như chính khát vọng vươn lên trong cuộc sống lại khiến cho tình yêu bóng đá càng mãnh liệt hơn. Giờ tập đá bóng đã trở thành những giờ phút thoải mái và thích thú nhất của các em trong tuần. Một bộ quần áo, một đôi giày cũ kỹ, trái bóng tròn, thế là đã có một buổi tập lý thú. Và từ đây, những chân sút vụng về ngày một trở nên khéo léo và nhanh nhẹn hơn. Quả thật thiếu sót nếu không nhắc đến chú Karim, người đã từng dìu dắt các em ngay từ buổi đầu thành lập đội. Không dám nhận mình là huấn luyện viên bởi chưa từng được học qua một trường lớp đào tạo bóng đá nào. Chú chỉ tự nhận mình là người quản lý đội bóng. Thế nhưng dường như chẳng có buổi tập nào lại không có mặt chú. Với tình yêu bóng đá, chú đã cùng đội bóng lo chung cái lo trước những khó khăn, vui chung cái vui trước những chiến thắng. Huấn luyện viên thì chú không dám nhận lời huấn luyện viên. Trong cái tình huống nó cũng bất ngờ thôi. Thì có cái dự án phát triển đồng bào Chăm á, nhà nước rất quan tâm về đồng bào Chăm. Thì trên quận, nhất là quận đó, người ta có cái dự án đó. Rồi cũng phân chia ra nào là học bổng với có một số con em nó đam mê bóng đá, người ta cũng như cho thành lập một đội bóng. Thì ở trên phường với quận, người ta biết rằng chú người cũng có đam mê bóng đá rồi, cũng như quản lý mấy cái em răng đe rồi, vậy chú có những cái nào chú biết thì chú nhắc nhở tụi nó. Thì chú cũng thích chơi, là tại vì mấy đứa nhỏ sợ nó vướng vào ma túy hay là nó đi chơi những cái chuyện bậy bạ thì chú thích làm những chuyện đó thôi, chứ còn huấn luyện viên thì chú chưa có cái đẳng cấp đó. Thì chú cũng có cái ước muốn là làm sao được một cái thành lập một cái đội bóng thanh niên người Chăm. Năm 2003, đội bóng được thành lập dựa trên kế hoạch hỗ trợ chăm sóc cộng đồng người Chăm của quận. Và một năm qua, với những gì đã làm được, vượt lên trên cả một sân chơi thể thao đơn thuần, ý nghĩa giáo dục vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Về chủ trương khi thành lập đội bóng thì thường trực ủy ban cũng đã giao nhiệm vụ cho các ngành, đặc biệt là ngành thể dục thể thao. Trong quá trình tập hợp các em để tập luyện về chuyên môn thì phải sắp xếp thời gian để các em được sinh hoạt hay là tổ chức học tập, rồi rèn luyện cái phẩm chất đạo đức. Vấn đề quan trọng của chúng tôi cũng là qua cái tổ chức này để tập hợp giáo dục. Giáo dục có mấy khía cạnh: một là ý thức xã hội, nâng cao trình độ các em để hiểu biết về xã hội. Cái thứ hai là hiểu biết được về những cái hoạt động chung của xã hội hiện nay, để xóa dần cái mặc cảm của các em trước đây, sinh hoạt đoàn đội trong cái đội bóng để các em có cái niềm sinh hoạt. Và đặc biệt nữa, qua cái đó chúng tôi giáo dục đạo đức là để cái ý nghĩa của nó để đạt được là đẩy lùi những cái hiện tượng tiêu cực, những hiện tượng tiêu cực trong thanh thiếu niên người ta. Mà như từ đầu tôi đã nói, thì phải nói đến nay thì cơ bản các em rất ngoan. Hiệu quả là trong số các em á, cũng có là khoảng 10 em, gần 10 em là trước đây bỏ học giữa chừng. Chúng tôi thông qua đội bóng, chúng tôi vận động các em này đi học trở lại. Chúng tôi vận động cấp học bổng để các em có điều kiện đi học. Thì đến nay phải nói là những em này đã vào trường phổ cập hoặc là các cái trung tâm giáo dục thường xuyên để đi học rồi. Cái điều đó hết sức mừng đối với cái lãnh đạo ở địa phương. Trận đấu chung kết giải bóng đá trẻ đường phố năm 2004 quả là một trận đấu không thể quên trong mỗi thành viên của đội. Đó là lần đầu tiên những cái tên như Mustafa, Omar Ali được gọi lên đầy tự hào. Và cũng là lần đầu tiên người ta biết
có một đội bóng đá thiếu niên dân tộc Chăm. Mọi sự bắt đầu từ cái ngày đáng nhớ ấy. Hai cầu thủ Mustafa và Omar Ali được gọi vào đội tuyển của nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn toàn quốc Cúp Milo 2004. Và hai chân sút nhí người Chăm này đã gây được ấn tượng đặc biệt với khán giả, với những nhà chuyên môn. Báo chí đã có những bài viết ca ngợi và thế là xóm người Chăm lại có thêm một dịp để tự hào, còn nhân vật chính lại được dịp kể lại những chiến công. Em có tuyến tiền đạo cánh trái, số 2 Nguyễn Hữu Sang là đồng đội của em, chuyền ngang qua cho em thấy trống không có ưu vệ gì đó, thấy chỉ có đứa mặt với mình thủ môn mà, cho nên em dẫn bóng đi chút nữa bắt đầu em tung cú sút vô ghi bàn. Rồi em có biết là báo chí đã viết về em có đọc tờ báo đó chưa? Dạ, hướng viên bên em cho em đọc rồi, em cũng thấy hình em. Có thấy vui? Dạ, cũng thấy ảnh diện vui. Và ba mẹ có nói gì về chuyện đó không? Dạ có, ba mẹ cũng mua báo ở nhà coi, thấy em. Rồi ba mẹ nói với em như thế nào? Mẹ nói với em thì nói với em là con rất giỏi, nói con cố gắng đi. Nó mốt thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trở về từ một giải đấu lớn, hai cậu bé lại quay về với cuộc sống đời thường. Không giấu nổi cái chất trẻ con, hai cậu bé luôn miệng khoe với cả nhà về những thành tích của mình, về những pha bóng đẹp, những người bạn kinh vừa quen, những danh hiệu cao quý, những kỷ niệm không bao giờ quên. Nhưng rồi cũng không quên nghĩa vụ hàng ngày. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, hai cậu bé lại giúp bố mẹ chăm em và lo những công việc trong gia đình. Cậu bé Mustafa thì được dịp đọc lại cho cả nhà nghe bài báo viết về mình bằng tiếng Kinh thật rõ ràng, mạch lạc. Đó là những con chữ, những kiến thức em đã học được từ lớp học tình thương của phường trong năm học vừa qua. Và trong căn nhà chật hẹp, rộng chưa đầy 10 mét vuông này, cái không khí gia đình trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Sau những thành công, đây là lúc những nhà chuyên môn phải nghĩ đến một hướng đi mới. Tôi nghĩ rằng là qua cái chuyên môn thì là nó cũng chưa có cái gì là nhiều, nhưng mà tạo được cái sân chơi ban đầu, đồng thời cũng qua cái hoạt động này thì các em nào có điều kiện mình tuyển vô, mình đưa vào cái tiếng năng khiếu, rồi các em nào không có điều kiện thì các em lớn lên khỏi cái tuổi của đội banh thì mình tiếp tục các em nhỏ mình đưa vào lại trong cái đội mới. Các tuyến nó đôn lên thì các em kia cũng xem như đó là mình cũng có một cái nơi để mình vui chơi giải trí. Và còn cái việc sinh hoạt cho các em có cái tương lai hơn thì các em tiếp tục đi học rồi có cái sinh hoạt rồi đi làm, nó hòa nhập với cộng đồng là chính. Đất nước ta có nhiều dân tộc, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật. Chính vì thế, mọi công dân Việt Nam, dù dân tộc hay kinh, dù lương hay giáo, đều mong muốn góp một phần nhỏ trong khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước. Việc đội bóng dân tộc Chăm ở một quận trong thành phố đăng quang ở lứa tuổi thiếu niên trong dịp hè năm 2004 là một tín hiệu khả quan về đời sống đầy tình người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.